Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng Vladimir Putin đã mắc một sai lầm thảm khốc khi xâm lược Ukraine. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Augustino nhặt phép. Thông cáo của Tòa ân giải tối cao về ý lễ. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng Vladimir Putin đã mắc một sai lầm thảm khốc khi xâm lược Ukraine. Phát biểu tại hội nghị của đảng bảo thủ ở Blackpool, Thủ tướng cho biết nước Anh đứng về phía người dân Ukraine. Ông nói, với mỗi ngày mà cuộc kháng chiến anh dũng của Ukraine vẫn tiếp diễn, rõ ràng là Putin đã mắc một sai lầm thảm khốc. Thủ tướng Johnson đặt câu hỏi, tại sao Putin lại tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine? Bác bỏ ý kiến cho rằng đó là do lo ngại về việc nước này gia nhập NATO. Ông ta sợ Ukraine bởi vì ở Ukraine họ có báo chí tự do và ở Ukraine họ đã có bầu cử tự do và với mỗi năm Ukraine tiến một bước, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, hướng tới tự do và dân chủ và thị trường mở. Ông ta sợ tấm gương của người Ukraine và ông ấy sợ sự sỉ nhục ngầm đối với mình, Johnson nói. Thủ tướng so sánh điều này với tình trạng dân chủ ở Nga. Ở nước Nga của Putin, bạn bị bỏ tù 15 năm chỉ vì gọi một cuộc xâm lược là một cuộc xâm lược. Và nếu bạn chống lại Putin trong một cuộc bầu cử, bạn sẽ bị đầu độc hoặc bị bắn. Ông nói rằng Putin cảm thấy bị Ukraine đe dọa vì hai nước đã quá gần gũi về mặt lịch sử. Johnson nói rằng điều quan trọng là cuộc xâm lược của Ma Tư Khoa không thành công vì một Putin chiến thắng sẽ không dừng lại ở Ukraine. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Augustino nhặt phép. Sáng hôm 17 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng tu nghị thứ 56 của dòng Thánh Augustino nhặt phép và Ngài khích lệ các tu sĩ của dòng noi gương Thánh Giuse bổn mạng trong sứ mạng làm người cha và hãy có tinh thần can đảm, sáng tạo. Dòng Thánh Augustino nhặt phép bắt nguồn từ năm 1588 tại Toledo, Tây Ban Nha, trong tỉnh dòng các ẩn sĩ Thánh Augustino, đáp ứng khát vọng có đời sống nhịp nhặt và hồi niệm hơn. Phong trào này trở thành dòng tu năm 1621. Hiện nay, dòng có hơn 1.000 tu sĩ hoạt động tại 170 nhà trên thế giới. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ của dòng chiêm ngắm Thánh Giuse bổn mạng, vị mà giáo hội sắp mừng kính vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 này. Và Ngài nói, tất cả những người nam thánh hiến, tu sĩ, linh mục được kêu gọi nên như Thánh Giuse. Hãy có tâm hồn người cha, nghĩa là một con tim thao thức, luôn tỉnh thức để yêu thương và săn sóc các con cái được ủy thác cho mình, đặc biệt những người yếu đuối nhất, những người đau khổ, không được cảm nghiệm tình phụ tử, đồng thời dẫn đưa họ về với Chúa, gặp gỡ Chúa để được sống và sống dồi dào, như chủ đề Tổng tu nghị thứ 56 của anh em. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta không được quên rằng chúng ta không thể là người cha đích thực nếu không cảm nghiệm thế nào là con của cha trên trời, đấng yêu thương chúng ta và biết chúng ta cần và thiếu điều gì. Chúng ta đừng quên tìm đến với Chúa hàng ngày với tất cả niềm tín thác. Chúa lắng nghe chúng ta, những ước muốn và nhu cầu của con tim chúng ta và chỉ đường cho chúng ta đi theo. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha muốn nêu bật với các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhặt phép là hãy có lòng can đảm sáng tạo. Đức Thánh Cha nói,
Chúng ta biết thời đại ngày nay không dễ dàng, cũng như thời Thánh Giuse. Nhưng Thánh Nhân đã hoàn toàn tín thác nơi Chúa, hiến dâng mọi khả năng, năng khiếu để phụng sự Chúa. Và đổi lại, Thiên Chúa tín nhiệm Thánh Giuse và ban cho Thánh Nhân ơn Thánh để chu toàn sứ mạng khó khăn đã được ủy thác. Ngày nay cũng vậy, như trong ngày Thánh Hiến của chúng ta, chúng ta cũng dâng lên bàn thờ tất cả con người chúng ta, để Chúa biến đổi thành một lễ vật sinh động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Và từ sự dâng hiến đó, chúng ta ra đi thi hành sứ mạng trong tin tưởng, can đảm và với tinh thần sáng tạo. Chúa ở cùng chúng ta, tiến bước cạnh chúng ta và giúp chúng ta đưa ra những quyết định. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi khích lệ anh em tiếp tục tiến bước với niềm tín thác nơi lời Chúa hứa để chu toàn sứ mạng của giáo hội giữa lòng thế giới. Thông cáo của Tòa Ân Giải Tối Cao về ý lễ. Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết Đức Thánh Cha xác nhận có thể tiếp tục xin Tòa Ân Giải tha nghĩa vụ cử hành một số ý lễ khi không có thể chu toàn. Trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa này cho biết tự sắc ủy một số thẩm quyền Assegna alcune competenze của Đức Thánh Cha ban hành ngày 15 tháng 2 năm 2022 quy định về các ý lễ như sau. Việc giảm nghĩa vụ cử hành ý lễ chỉ được thực hiện vì lý do chính đáng và cần thiết, chỉ dành cho giám mục giáo phận cũng như bề trên tổng quyền của một dòng tu hoặc tu đoàn tông đồ giáo sĩ. Sau khi có một số yêu cầu về các vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao ngày 3 tháng 3 năm nay, 2022, đã khẳng định quy luật hiện hành đối với tòa trong, cũng gọi là tòa lương tâm, nghĩa là khi một linh mục đã nhận một số ý lễ và nay ở trong tình trạng không thể cử hành được thì có thể nhờ cha giải tội của mình xin tòa ân giải tối cao. Tòa này sau khi thẩm định lời thỉnh cầu dựa trên những thông tin nhận được sẽ hành động sau đó. Chánh tòa ân giải tối cao sẽ thông tin cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến riêng về tất cả những trường hợp tòa đã quyết định giảm gánh nặng cử hành thánh lễ theo các ý lễ đã nhận. Lời nguyện xin hòa bình cho Ukraine. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha đọc một kinh nguyện đặc biệt cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì gây ra chiến tranh, đặc biệt chiến tranh ở Ukraine. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em của chúng con. Đức Thánh Cha dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của Napoli soạn và bổ sung vài điểm nhỏ. Đức Thánh Cha nói, trong nỗi đau của cuộc chiến tranh này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và cầu xin hòa bình. Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện do một giám mục người Ý viết. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một bunker ở Kharkiv, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, khi chúng con tiếp tục thỏa mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí. Xin tha thứ cho chúng con nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục như Ca-in nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết A-ben.
xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa, xin giữ chặt bàn tay của Ca-in. Xin soi sáng lương tâm của chúng con. Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện. Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con. Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại. Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Ca-in, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực. Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.